Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm xin giới thiệu với các bạn một cái loài hoa có hình dáng rất là đẹp và lạ mắt, từ hoa đến thân lá. Các bạn có thể trồng chậu hàng rào. Nó có tên gọi rất mỹ miều, đó chính là cái cây hoa thiết sơn phi hồng, hay còn được gọi với tên gọi khác là cây hoa thiết sơn phi hồ. Cây hiện tại vườn nhà mình nó cao khoảng tầm 1 mét, bề rộng tán cũng được 1 mét các bạn nhé. Đang cho hoa rất là đẹp như này. Cây thiết sơn phi hồng này thì có nguồn gốc xuất xứ ở Florida và được trồng rất nhiều ở miền Bắc Mexico. Thì hiện nay cái cây thuốc sơn phi hồng này thì cũng đã được trồng rộng rãi ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, bởi tại đây thì có thời tiết nhiệt đới ẩm ướt giúp cây nở hoa và sinh trưởng rất là tốt các bạn nhé. Với cái vẻ đẹp lãng mạn của cây hoa thuốc sơn phi hồ này thì nó sẽ mang đến cho bạn một cái cảnh quan rất là đẹp. Chính vì vậy thì cái cây hoa này cũng được rất nhiều người sưu tầm để trồng tại sân vườn, các công trình cảnh quan, biệt thự, khu đô thị, trước cửa các quán cà phê, cửa nhà. Còn đây là cái vườn hoa thuyết sơn phi hồ trưởng thành ở vườn nhà mình các bạn nhé. Thì đặc điểm cây hoa thuyết sơn phi hồ này khi cây trưởng thành thì nó có thể đạt tới cái chiều cao dao động từ 1,5 đến 2 mét các bạn nhé. Làm cái dòng cây thân bụi, thân gỗ hay là các bạn có thể tạo dáng chi cho cây để tăng cái giá trị của cây lên, cây nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Đấy thì cây hiện tại vườn nhà mình thì nó cũng có nhiều kích cỡ khác nhau. Chiều cao thoát thân thì nó dao động khoảng từ 1 mét đến 1 mét 3. Cái bề rộng tán thì nó dao động khoảng từ 1 mét 2. Có cây thì nó cũng đạt tới cái bề rộng tán khoảng tầm 1 mét rưỡi các bạn nhé. Đây, như cây này thì nó cũng cao khoảng tầm gần 2 mét rồi. Cái đường kính gốc thì nó dao động khoảng từ 4 phân đến 5 phân. Cũng cuối cái lứa hoa này trên cây nó chỉ còn vài bông thôi các bạn nhé. Thì sau cái lứa này nó sẽ ra cái lứa khác. Hoa sẽ kín cây, nó sẽ rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là cái cây tuyết sơn bích hồ thì nó cũng rất là dễ sống thôi. Cái cây to như này thì mình cũng chỉ cần trồng trong cái chậu vải nó có cái kích thước dao động khoảng từ 50-50. Các bạn làm sao mà đảm bảo cái độ ẩm cho đất và cái cung cấp đầy đủ với chất dinh dưỡng cho cây. Khi các bạn trồng chậu thì các bạn bón phân điều độ hàng tháng, dao động khoảng từ 1,5 đến 2 tháng thì các bạn bón phân cho cây một lần thì cây nó cũng sẽ cho sinh trưởng và phát triển rất là tốt, hoa và lá rất là đẹp các bạn nhé. Thì bạn nào có nhu cầu sưu tầm cái cây hoa tuyết sơn phi hồ này về trồng ấy thì có thể liên lạc với nhà vườn mình, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại ở bên dưới phần bình luận thì nhân viên nhà mình sẽ liên hệ tư vấn cho các bạn. Bên mình thì giao hàng toàn quốc, chỉ khoảng từ 2 đến 3 ngày là các bạn nhận được cây thôi. Bên mình thì có rất nhiều cái kích thước cây giống khác nhau, cây nhỏ có, cây to có. Ở vườn nhà mình thì là một trong những đơn vị chuyên cung cấp cái dòng cây ăn trái và cây có hoa nhập khẩu độc lạ, giá trị kinh tế cao. Cây nào mà nó phù hợp với điều kiện nhiệt đới ẩm của Việt Nam ấy, thì bên mình sẽ đưa về và giới thiệu cho các bạn, đồng thời sẽ chia sẻ cho các bạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc từng cái loại cây này như thế nào để sao cho cây ra hoa và đạt năng suất tốt nhất có thể các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube này, khi nào có sản phẩm nào mới về thì mình sẽ giới thiệu lên cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.